Đây là cái máy thưa nha, có chị nào cũng chưa có máy thưa chưa ạ? À? Em thật sự luôn á nha, em nghĩ là các chị gái á, hoặc là mấy cái bạn trẻ trẻ bây giờ, mình nghĩ là em nghĩ là mình nên có một cái máy thưa, bởi vì sao? Nó rất là tiện lợi và rất là hách tuổi cho mấy chị luôn nha. Mình chỉ cần kẹp lên vậy thôi là nhìn thấy mình trẻ trung hơn nhiều luôn. Thời tiết thì rất là nắng nóng đấy mấy chị, mà mấy chị nào mà xài máy mà để không quen mình cắt máy đó là mình sẽ bị mụn trán. Cho nên cái giải pháp tốt nhất cho mình là mình xài một cái máy thưa nha, đó rất là đẹp luôn mấy chị thấy không. Tóc ai mà màu nâu nâu giống như em á thì mình chọn màu nâu sô cô la nha. Đó còn đây là một cái combo đi kèm chung với cái máy đang rất là hot bên shop của em luôn. Cái này là tóc máy thưa tóc thật nha. Còn đây là búi rối này nhà em có bốn màu, màu đen, màu nâu đen, màu nâu vàng với lại nâu sô cô la nha. Thì tóc mái cũng vậy, tóc mái hôm nay em sale trên livestream là 150.000 nha. Còn búi hôm nay em sale trên livestream là 130.000 đó mấy chị, thấy xài dễ không ạ? À? Trời ơi rất là dễ luôn nha. Đó. Mình người mình trẻ trẻ như thế này nè, mình xài màu nâu vàng lên là nhìn rất là kiểu như rất là dễ thương luôn á. Đó, mặc với đầm xòe hoặc là mặc với áo baby doll là cực kỳ hợp luôn. Rồi mình kẹp thêm một cái kẹp này nữa nha, rất là dễ thương. Đó mình mix thêm một cái kẹp này nữa. Combo này siêu hot bên tại shop em luôn nha mấy chị ơi, rất là hấp tuổi luôn. Cả kẹp và cả búi và cả mái ấy, bên nhà em đều có bốn màu nha. Cả búi và cả mái là bên nhà em có bốn màu, đen, nâu sô cô la và nâu vàng. Đó, như cái em đang sử dụng đây là cái máy màu nâu sô cô la nha, còn cái búi là em đang sử dụng màu nâu vàng. Máy hôm nay em sale trên livestream là 150.000, còn búi rối hôm nay em sale trên livestream là 130.000. Ai thích mẫu này thì hãy comment dùm cho em là máy thưa hoặc búi rối, cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mình nha. Lưu ý dùm em là em chỉ sale và chốt đơn cho mấy chị ở đặt hàng trên livestream này thôi nha. Ai thích mẫu này thì comment dùm cho em là máy thưa cộng màu cộng với số điện thoại thì sẽ được nhà em lên đơn nha. Còn búi rối ai thích mẫu này thì comment dùm cho em là búi rối cộng màu cộng với số điện thoại thì sẽ được lên đơn nha mấy chị ơi. Đó kẹp thêm một cái kẹp này nữa nhìn mình rất là dễ thương nha mấy chị ơi. Rất là dễ thương, đẹp mà tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho mình luôn nha. Rất là dễ xài luôn, chị em nào mà vụng về xíu mình xài cũng vẫn được nha. Mình chỉ cần bới tóc thiệt của mình lại đây đó, tóc thiệt của em bới không bao giờ mà được đàng hoàng, được gọn gàng hết đó. Bới tóc rất là xấu luôn. Đó, giải pháp của em là xài tóc giả, mình chỉ cần trùm nó lên như thế này thôi là xong nha mấy chị ơi. Đó. Búi rối nha, búi rối rất là dễ xài luôn. Ai thích búi rối thì comment dùm cho em là búi rối cộng màu cùng với số điện thoại thì nhà em sẽ lên đơn cho mình nha. Búi rối em sale trên livestream chỉ có 130.000 thôi à. Còn đây là máy thưa cũng rất là hách tuổi luôn nha. Trời ơi rất là dễ thương luôn á. Kẹp máy thưa lên là nhìn mình trẻ trung hơn nhiều. 150.000 nha. Ai thích máy thưa thì comment dùm cho em là máy thưa cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mình. Em sẽ trên livestream là 150.000 nha. Còn đây là một cái siêu phẩm búi dài rất là quen thuộc luôn đúng không ạ? Trời ơi một cái siêu phẩm này em bán hoài không chán luôn mấy chị ơi. Cái em đang cầm trên đây là màu nâu sô cô la nha. Ngoài ra có màu sáng hơn sẽ là màu nâu vàng, màu tối hơn sẽ là màu đen nha. Thì mấy chị mình tóc mình màu gì thì hãy comment dùm cho em màu đó. Búi cao cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mình trên livestream với giá sale ngày hôm nay chỉ có 130.000 thôi nha mấy chị ơi. Đó cái búi này nè, bên trong nó sẽ có một cái cài giống như vậy nha. Em sẽ hướng dẫn lại cho mấy chị chưa từng xài búi này lần nào nha. Bên trong nó sẽ có một cái cài giống như này thì mình chỉ cần trùm nó lên, mình bới tóc thiệt mình lại nha, mình trùm cái búi này búi giả lên rồi mình gài cái móc nó vô, mình gài cái móc nó vô tóc thiệt của mình rồi mình rút dây lại thôi nha mấy chị ơi, là nó đã rất là chắc luôn rồi. Đó mấy chị thấy không, cái búi nó sẽ có một cái đường 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 vòng theo như cái xoắn của nó nè, mình chỉ cần xoắn xoắn theo vừa thôi đó, dây mình cũng quấn theo cái đường viền của cái búi luôn, rất là dễ xài nha mấy chị ơi. Đó lên nhìn rất là sang chảnh luôn nha. Mấy chị nào mà tay chân vụng về giống như em không có biết bới tóc á, hoặc là đi làm công ty mà người ta yêu cầu là mình phải gọn gàng lịch sự thì mà mình không biết bới tóc thì đây là cái giải pháp rất là hiệu quả cho mấy chị luôn, đỡ tốn thời gian này không mà nhìn mình rất là sang nữa. Tại vì tóc mình thường mình ít á, mình kẹp lên thì nó không có đẹp,
Cho nên là mình cứ xài cái búi này lên nha. Trời ơi rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Kèm thêm một cái máy thưa lên nữa là xuất sắc luôn nha mấy chị ơi, trẻ trung luôn, rất là trẻ trung luôn nha. Ai thích búi rối, ai thích búi cao thì hãy comment dùm cho em là búi cao cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mình nha. Búi cao hôm nay em sale trên livestream chỉ có 130.000 thôi à. Chị nào yêu thích búi cao, chị nào thích xài búi cao thì hãy comment dùm cho em là búi cao cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mình trên cái livestream ngày hôm nay với giá sale chỉ có 130.000 thôi nha mấy chị ơi. Trời ơi mấy chị thấy không, rất là sang luôn nha. Rất là dễ thương nha mấy chị ơi. Ai thích máy thưa này thì hãy comment dùm cho em là máy thưa cộng màu cộng số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho nha. Máy thưa em đang cầm trên tay đây là màu nâu sô cô la. Màu sáng hơn sẽ là nâu vàng và màu tối hơn là màu đen tự nhiên và màu đen hôi luôn nha. Dành cho mấy chị tóc chưa từng nhuộm lần nào là mình xài màu đen nha. Máy thưa em sale một còn chỉ còn có 150.000 thôi nha. Còn búi hôm nay em sale trên livestream này chỉ có 130.000 thôi nha mấy chị ơi. Ai thích thì hãy nhanh tay đặt hàng đúng cú pháp giùm em, bởi vì em chỉ sale trên livestream ngày hôm nay thôi nha mấy chị ơi. Ai thích thì hãy comment giùm cho em là búi cao cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị. Búi này xài rất là bền luôn mấy chị ơi, mua một lần là xài một đời luôn. Không sợ hư hao, không sợ rối, không sợ hư hao gì hết nha. Trừ khi nào mình xài mà mình không có muốn xài cái màu này nữa, mình nhuộm màu khác thì mình đổi màu búi thôi nha. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái siêu phẩm mới nha. Rất là được mấy chị em ưa chuộng luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó rất là dễ xài luôn. Chờ em xíu nha. Nó rất là dễ xài, mà chỉ cần cột tóc thiệt của mình lên rồi mình kẹp cái tóc hoàm ở bên ở phía sau thôi là rất là nhanh và mình không cần phải quấn lô đó mấy chị ơi. Bây giờ mình muốn tóc xoăn, mình phải ra tiệm mình uống tóc rồi tối giờ mình phải quấn lô nữa thì tóc nó mới được vô nếp và cái lọn tóc nó mới được đẹp. Nhưng bây giờ là có một cái giải pháp mới rồi đó mấy chị ơi, bây giờ là tóc giả nha, bây giờ là thời đại của tóc giả rồi. Đó mấy chị thấy không, tóc em mấy chị ít như vậy thôi, mấy chị nghĩ đi, mình tặng một cái đầm rất là đẹp luôn, cột lên cái tóc mình về nhìn thấy rất là kém sang luôn. Bây giờ giải pháp cho mấy chị đó chính là mình xài tóc giả giùm em nha, vừa tóc vừa dày hơn, bóng mượt hơn và rất là đẹp luôn. Mẫu nào cũng có, hôm nay mình thích xoăn đúng không, ngày mai mình thích thẳng, bữa nay mình thích ngắn, ngày mai mình thích dài, mẫu nào màu nào cũng có hết nha mấy chị ơi. Rất là dễ sử dụng luôn. Cái em đang xài trên đây là mã của nó là N52 nha. Có chiều dài tầm 35 cm. Cái em đang xài trên đây là màu nâu sô cô la. Sáng hơn sẽ có màu nâu vàng và tối hơn là sẽ có màu đen nha. Tóc hợp của các chị mình màu gì thì hãy comment đúng cú pháp giùm cho em là N52 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mình trên livestream. Với giá ngày hôm nay chỉ có 150.000 trên livestream này thôi nha mấy chị ơi. N52. Ai thích mẫu này thì hãy comment dùm cho em là N52 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mấy chị trên livestream này nha. Cái em đang xài là màu nâu sô cô la, máy em đang cầm đây cũng là màu nâu sô cô la luôn nha mấy chị ơi. Ai thích mẫu này thì hãy comment dùm cho em là N52 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn nha. Trời ơi xài cái nào cũng sẽ, mình cũng nên gắn cái máy lên bởi vì nó rất là hết tuổi luôn chị. Rất là đẹp nha. Mẫu này dài tầm 35 cm, mấy chị nào rất là hợp cho mấy chị mà kiểu như là nhân viên văn phòng nè, mình đi học đi làm rất là tiện luôn nha. Mình đi đám cưới, đi sinh nhật hay là cái gì mình xài cái này lên rất là nhanh luôn, đỡ tốn thời gian rất là nhiều cho mấy chị kiểu như mẹ bỉm sữa không có thời gian để mà đi ra tiệm 4-5 tiếng để mà mình uống tóc này, mình nhuộm tóc hoặc là để mình quấn lô mỗi buổi tối hoặc là mình uống giả trước khi đi chơi là sẽ rất mất nhiều thời gian của mình luôn. Cho nên mình khi mình muốn tóc xoăn mình chỉ cần xài một cái tóc giả là vậy thôi nha. Tóc mình đã vừa phồng lên và vừa rất là xoăn, rất là đẹp. Và đặc biệt của nó là không bao giờ bị nhả cái lọn xoăn ra. Đó mấy chị thấy không? Nó xoăn là mấy chị đi chơi suốt buổi là chỉ xoăn như vậy hoài luôn, nó không có bị tuột ra giống như là mấy chị uống giả nha. Ai thích mẫu này thì comment giùm chị em là N52 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mấy chị trên livestream ngày hôm nay. Giá là 150.000 thôi nha. Các em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la nha. Màu nâu sô cô la mấy chị còn thường hay gọi là màu hạt dẻ. Còn ai thích màu sáng hơn thì mình có thể xài màu nâu vàng. Còn ai tóc mà tóc đen chưa từng nhuộm lần nào thì nên xài màu màu đen nha mấy chị ơi. Đó.
mấy chị nào tóc màu nâu á, tóc màu nâu giống như em á, mình muốn xài mình có thể là xài màu nâu sô cô la hoặc sáng hơn là màu nâu vàng cũng được nha. Tại vì bình thường thì chân tóc của mình lúc nào nó cũng sẽ tối hơn cái đuôi tóc của mình một tông. Chị nào thích mà xài màu cho màu vàng nó trẻ trung hơn thì mình có thể xài màu nâu hoặc là nâu sô cô la hoặc là nâu vàng đều được nha. Rồi, em nhắc lại mã này là mẫu này có mã là N52 nha chị ơi. Mẫu này có mã là N52, khi mình kẹp lên thì nó sẽ vừa chấm vai một xíu nha. Qua vai mình một chút xíu thôi. Mẫu này chiều dài của nó tầm 35 cm nha chị ơi. Cái em đang xài đây là màu nâu sô cô la. Sáng hơn sẽ có nâu vàng và tối hơn sẽ có màu đen nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn và rất là dễ sử dụng. Mình chỉ cần cột tóc thề của mình lại đây thôi nha. Còn đây sẽ có một cái kẹp ngoạm như thế này. Mình chỉ cần kẹp cái ngoạm này lên là xong nha mấy chị ơi. Trời ơi, rất là dễ xài luôn. 1 phút 30 giây thôi là mình đã có một kiểu tóc mới rất là đẹp luôn, rất là bồng bềnh luôn nha, rất phù hợp cho mấy chị mà không có thời gian để đi làm tóc nhiều nha. Rồi, bây giờ em sẽ lên một cái mã. Một cái mã xoăn dài, một cái mã xoăn lửng nha. Xoăn lửng, cái mã này thì xoăn ít hơn một xíu, cái này là chỉ xoăn dợn thôi nha. Mã của nó là N47, cái em đang cầm trên đây là màu nâu sô cô la. Ai thích mẫu này thì comment giùm cho em là N47 cộng màu cộng số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị ạ. Thấy chưa, rất là dễ xài luôn mấy chị ơi, chỉ cần cột tóc thiệt của mình rồi ngoạm tóc giả ngoài là xong nha. Cái màu em đang xài đây là màu nâu sô cô la. Chị nào yêu thích mẫu này thì comment giùm cho em là N47 cộng màu cộng số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mình ngay trên livestream này luôn, chỉ giá 150.000 thôi à. Chị ơi lấy mẫu nào thì hãy comment giùm cho em là mã cộng màu cộng số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mình trên livestream này nha chị ơi. Ngoạm là 150 nha mấy chị. Ngoạm là 150, màu mã lúc trước, mã hồi nãy em mới like là N52 chiều dài tầm 35 cm, còn đây là mã của nó là N47 có độ dài tầm 40 cm nha. Cái em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la. Ai thích mẫu này thì hãy comment giùm cho em là N47 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ chốt đơn trên livestream. Lưu ý giùm em là em chỉ sale trên livestream này thôi nha chị ơi. Em chỉ sale và chốt đơn trên livestream này thôi. Cho nên chị nào á muốn được mua tóc giả với giá tốt thì hãy nhanh tay comment đặt hàng trên live giùm cho em nha. Cái mẫu này là N47. Ai thích mẫu này thì hãy comment giùm cho em là N47 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị nha. Trời ơi, rất là dễ sử dụng luôn mấy chị thấy không? Chỉ cần cột tóc mình lại thôi nha, rồi mình kẹp ngoạm ở bên ngoài thôi là xong. Rất là đơn giản luôn nha. Đi tiệc, đi chơi, đi uống trà sữa, trà chanh, chém gió gì cái nào cũng phù hợp hết nha chị ơi. Nó phù hợp với mọi hoàn cảnh luôn, bởi vì nó rất là đơn giản. Nó rất là đơn giản nhưng mà lại rất là sang nha. Lại rất là sang luôn. Đó, một chiếc ngạm vô cùng tinh tế luôn cho mấy chị. Không có thời gian để đi làm tóc nè, không có thời gian để quấn lô mỗi ngày nè. Và đặc biệt là rất là tốn tiền nha mấy chị ơi. Trời ơi, mình giờ mình đi ra tiệm á, mình uống tóc hấp dầu đi là không bao giờ có giá dưới 500.000, nhưng hôm nay trên một cái livestream ngày hôm nay em chỉ xe tóc giả chỉ có 150.000 một cái ngoạm thôi. Mình còn chần chừ gì mà không nhanh tay đặt hàng đúng cú pháp để có được cái ngoạm như thế này nha mấy chị ơi. Ship có toàn quốc là 30.000, ship có toàn quốc là 30.000 nha mấy chị ơi. Shop em ở 23 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Các chị muốn mua hàng trực tiếp thì có thể ghé giùm mẹ em là 23 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương nhớ chị ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái mẫu tiếp theo. Đây là một cái mẫu ngoạm xù. Trời, được rất là các chị em rất là yêu thích luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái ngoạm này mình ra tiệm làm chắc chắn là sẽ bị hư tóc. Dập xù như thế này chắc chắn là sẽ bị hư tóc. Và tóc mình không đủ độ dài. Có nhiều chị tóc ngắn á, không có đủ độ dài để mà có thể làm được cái kiểu như thế này. Cho nên em bé rất là chạy luôn nha mấy chị ơi. Trời ơi, rất là dễ xài. Đây nó sẽ có cái kẹp ngoạm như thế này nha. Mình chỉ cần kẹp nó vô tóc thật của mình. Đó, như vậy thôi. Rất là dễ sử dụng luôn nha. Mẫu này có mã là N42, có 3 màu nha. Các em đang sử dụng đây là màu nâu vàng. Màu sáng hơn sẽ là màu nâu vàng và màu tối hơn là màu đen nha. Các chị yêu mình tóc của mình màu gì thì hãy comment giùm cho em đúng màu đó nha mấy chị ơi. Đây là mẫu N42.
Đây là mẫu N42 nha mấy chị ơi, đây là mẫu N42. Các em đang sử dụng trên đây là màu nâu sô cô la, ngoài ra còn có màu sáng hơn sẽ là màu nâu vàng, màu tối hơn sẽ là màu đen nha mấy chị. Đó rất là đẹp luôn, mẫu này em bán rất là chạy, bởi vì khi các chị mà uống tóc mà uống dập xù như thế này, em chắc chắn rằng là tóc mấy chị sẽ bị khô rất là nhiều, rất không còn độ bóng nữa. Cho nên á, giải pháp tốt nhất cho mấy chị là xài tóc giả. Đó rất là nhanh, rất là tiện luôn. Và đặc biệt hôm nay rất là rẻ khi mấy chị săn hàng được trên livestream của em ngày hôm nay nha. Ai thích mẫu này thì comment dùm cho em là N42 cộng màu cùng với số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mình với giá ưu đãi trên livestream ngày hôm nay chỉ có 150.000 thôi nha. 50.000 cho một cái ngoạm tóc dài nha. Ngoạm N52 này có chiều dài tầm 55cm nha mấy chị ơi. 55cm. Các chị nào có chiều cao một xíu ha, hoặc lùng lùng cỡ cho lùng lùng là xài cũng được. Nói chung là không có bị kén người, không có bị kén người, ai xài cũng được hết nha mấy chị ơi. Mẫu này có mã là N52, N42, ai thích mẫu này thì comment dùm cho em là N42 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mình trên livestream. Chỉ với giá trên livestream này mới có giá là 150.000 nha mấy chị ơi, 150.000 cho một cái ngoạm này thôi nha. Rồi nãy giờ em lên cho mình màu sô-cô-la khá nhiều rồi, bây giờ em lên thử một màu đen cho mấy chị tóc đen coi nha. Đó, mấy chị thấy không, chắc tóc nhà em nè, bóng mượt y chang như tóc thiệt luôn. Đó, cho mấy chị zoom gần đi coi nè, thấy không, chắc tóc nhìn y chang như là tóc thiệt của mình luôn nha. Bóng mượt nè, mấy chị thấy không, cái độ bóng của nó nè. Trời ơi, rất là đẹp luôn nha. Mã của bộ này là N mã của bộ này là N43 nha mấy chị ơi. Mã bộ này là N43 ngoạm thẳng, có 3 màu, các em đang cầm trên đây là màu đen, màu sáng hơn là màu nâu sô cô la, và màu sáng hơn nữa sẽ là màu đau vàng. Tóc thật với chị yêu mình màu gì thì hãy comment dùm cho em màu đó. Như tóc của em màu nâu nâu như thế này là em có thể xài được màu nâu sô cô la và màu nâu vàng luôn nha. Đó, bình thường thì em sẽ xài màu nâu của sô cô la, nhưng mà các chị yêu nào muốn mà tóc mình sáng hơn một xíu, mình có thể xài được nâu vàng luôn nha. Bởi vì đuôi tóc lúc nào cũng sáng hơn chân tóc của mình một tông hết nha mấy chị ơi. Cho nên mình có thể chọn màu nâu sô-cô-la hoặc nâu vàng thoải mái luôn. Còn chị nào mà tóc đen thì cứ chọn dùm chị em màu đen nha. N43 cộng màu cùng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị. Rất là dễ xài nha mấy chị ơi. Đây, đây là tóc thiệt của em nha. Mình chỉ cột lên có một xíu tóc như thế này thôi. Mình kẹp một cái ngoạm lên là một tất cả mọi thứ thay đổi liền, mấy chị thấy không? Chắc tóc rất là đẹp luôn nha. Mã bộ này là N43, cái em đang sử dụng trên đây là màu đen nha. Còn có màu sáng hơn là màu nâu vàng, và màu tối hơn một xíu là màu nâu sô-cô-la nữa. Các chị yêu mình tóc thiệt màu gì thì hãy comment dùm cho em màu đó. N43 cộng màu cùng với số điện thoại thì sẽ được nhà em lên đơn trong cái livestream ngày hôm nay với giá ưu đãi chỉ có 150.000 thôi nha mấy chị ơi, 150.000 thôi nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, ai yêu thích bộ này thì hãy nhanh tay comment dùm cho em là N43 cộng màu cộng số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị nha. Rất là đẹp luôn, và mua trên livestream này sẽ có được giá ưu đãi chỉ có 150.000 cho một cái ngoạm này. Chị thấy không, chắc tóc rất là đẹp y chang tóc thiệt của mình luôn, có thua kém với tóc thiệt của mình miếng nào đâu. Đó, rất là đẹp luôn nha. 150.000 cho một cái ngoạm sale trên livestream ngày hôm nay thôi, và ship phí ship có sẽ là 30.000 nhé. Phí ship có toàn quốc là 30.000. Ai thích mẫu này thì hãy nhanh tay comment dùm cho em là N43 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị nha. Rồi, còn chị nào thích tóc xoăn nhiều thì hãy nhanh tay comment dùm cho em là mã ngoạm N44 nha. Mẫu này xoăn rất là nhiều luôn nha mấy chị ơi. N44 có chiều dài tầm 55cm nha. N44 có chiều dài tầm 55cm. Các tình yêu nào thích mẫu xoăn dài nhiều như thế này thì hãy nhanh tay comment dùm cho em là N44 cộng màu cộng với số điện thoại thì sẽ được nhà em lên đơn nha. Tóc nhà em bộ nào cũng có đủ 3 màu cho mấy chị hết nha. Nâu vàng, nâu sô-cô-la và màu đen. Ai thích màu nào thì hãy nhanh tay comment dùm cho em màu đó nha. Mã bộ này là N44 dành cho mấy chị các tình yêu nào thích xoăn nhiều nha. Rất là dễ sử dụng luôn, có phải không nè. Trời ơi, rất là kẹp lên là rất là sang luôn nha. Tóc rất là nhiều luôn, rất là bồng bềnh.
ai thích mẫu son nhiều như thế này thì hãy nhanh tay comment dùm cho em là N44, cộng màu của số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mình nha mấy chị ơi. Đó, kẹp lên phía trước mình rất là tự nhiên luôn nha. Ai mà thích nhìn mình trẻ trung hơn thì mình có thể xài thêm một cái tóc mái như vậy nữa. Mái thưa nha mấy chị ơi, mái thưa nhà em làm bằng tóc thiệt. Mấy chị nào có thể, mình có thể nè uống cúp lại được nhiều hơn luôn, mình có thể uống cộng rau được luôn nha. Đó, hôm nay mình xài tóc màu này, màu nâu sô-cô-la. Ngày mai mình chán mình đi nhuộm màu vàng lên thì mình cầm cái này theo mình nhuộm được luôn nha mấy chị ơi. Bởi vì sao? Vì cái này là tóc thiệt mà. Với cái này là tóc thiệt cho nên mấy chị muốn đi nhuộm cũng được nha. Mấy chị hôm nay xài tóc này màu nâu sô-cô-la đúng không? Đó, cái này là màu nâu sô-cô-la. Ngày mai đi nhuộm màu vàng, cầm cái này theo nhuộm luôn. Đó, chơi lớn luôn, cầm cái này theo nhuộm luôn nha. Còn không muốn mình xả tóc đen thì mình cầm cái này theo mình nhuộm màu đen luôn nha. Trời ơi, rất là dễ xài luôn, có thể chịu nhiệt được, chịu hút được luôn nha. Đó là cái máy thưa. Hôm nay em sale trên livestream chỉ có 150 ngàn cho một cái máy thưa thôi nha. Rồi bây giờ em quay lại với cái ngoạm N44 này nha. Cái tình yêu nào mà thích cái tóc xoăn nhiều á thì hãy nhanh tay chọn giùm em cái mã này là N44. N44 nha. Cái em đang xài đây là màu nâu sô-cô-la. Tại vì tóc em màu nâu sô-cô-la cho nên là em hay like mẫu màu sô-cô-la nhiều, mấy chị thông cảm nha. Đó, ai tóc màu nâu vàng thì mình có thể chọn màu nâu vàng, và ai tóc đen thì có thể chọn giùm chị em màu đen nha. Rồi, ai còn mẫu này nữa thì hãy nhanh tay comment giùm cho em là N44 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị nha. N44 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị với giá ưu đãi trong cái livestream ngày hôm nay chỉ có 150.000 thôi, và phí ship có toàn quốc sẽ là 30.000 nha. Còn ai muốn thử hàng trực tiếp tại shop thì hãy ghé 23 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương nha mấy chị ơi. Rồi tiếp theo đây sẽ là một cái siêu phẩm siêu dài luôn nha mấy chị ơi, siêu dài luôn. Mẫu này nó chiều dài tầm 60-65cm nha. Các tình yêu nào thích cái mẫu xoăn dài này thì hãy nhanh tay comment dùm cho em là N46 nha. Tóc dài xoăn đôi N46, tóc dài xoăn đôi. Cái em đang cầm trên đây là màu đen nha. Tóc ngoạm nhà em mẫu nào cũng có 3 màu đen, nâu sô-cô-la và nâu vàng. Đó, nâu sô-cô-la là mấy chị thường hay gọi đó là nâu hạt dẻ nha. Đó, mẫu này là mẫu siêu dài nha. Ai thích mẫu này thì comment dùm cho em là N46 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mấy chị trên cái livestream ngày hôm nay chỉ với 130.000, 150.000 nha mấy chị ơi. N46 cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mấy chị trên cái livestream ngày hôm nay là 150.000, và phí ship có toàn quốc sẽ là 30.000. Còn các tình yêu nào muốn thử tóc trực tiếp tại shop thì hãy ghé 23 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương giùm em nha. Đó, rất là dài luôn, chị thấy không? Ai thích dài thì mình hãy nhanh tay chọn giùm cho em cái mã này đi. N46 cộng màu cùng với số điện thoại thì sẽ được nhà em chốt đơn nha. Ai thích mẫu này thì hãy nhanh tay comment giùm cho em là N46 cộng màu cùng với số điện thoại thì nhà em sẽ chốt đơn cho mình trên cái livestream ngày hôm nay với giá ưu đãi chỉ có 150.000 thôi nha. Rồi, bây giờ em sẽ lên tóc nguyên đầu cho mấy chị nha. Khi các chị mua tóc nguyên đầu nhà em thì sẽ được tặng kèm một cái lưới trùm như thế này nha mấy chị ơi. Đó, khi mua tóc nguyên đầu nhà em sẽ được tặng kèm một cái lưới trùm nguyên đầu như thế này. Khi mà mình đội lưới trùm lên thì mình lưu ý giùm em một cái điều này nha. Đó, nó sẽ có một cái phần lưới to, một cái phần răng lưới to ở trên đây thì mình sẽ để nó ở trên trán. Đó, để cho chị dễ thấy nha. Rồi phần lưới mỏng ở dưới thì mình sẽ nhét cái đuôi vô rồi mình cột cái phần lưới dư lại nha. Cột cái phần lưới dư lại. Rồi em sẽ lên một cái mẫu này, một cái mẫu đầu tiên cho mấy chị coi nha. Đây là mẫu này có mã là 1804 nha. Mấy chị em nào mà trẻ trung xài bộ này lên nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Còn người trung niên á, trung tuổi tầm 45, 50, 55 trở lên thì mình cũng có thể xài được bộ này luôn nha. Đó, mấy chị trung niên cũng có thể xài được bộ này lên nhìn rất là sang chảnh luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này là 1804, ai thích bộ này thì hãy nhanh tay giùm cho em là 1804. Bộ này em bán cho mấy chị trung niên bên nhà em, shop bán cho mấy chị ở trung niên á. Trời ơi, rất là đắt hàng luôn. Bởi vì ai cũng thích cái mẫu này hết, lên nhìn rất là sang luôn nha. Và đặc biệt cái màu nâu hạt dẻ này nè, mấy chị rất là chuộng luôn.
đó, nó ngắn như này nha. Mình có thể nào quấn lọn nè, mình có thể quấn lọn, mình có thể ván tay, mình có thể hắt xéo mái luôn nha. Đó, mẫu này là 1804 màu nâu sô cô la. Ai thích mẫu này thì comment dùm cho em là 1804 cộng màu, còn với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị nha. 1804 cộng màu của mấy số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị nha. Đó, mình có thể ván tay như thế này luôn nha. Còn cái chị nào mà không thích máy xéo, không thích máy ngang, mình có thể hấp xéo máy được luôn, mình xài máy xéo được dày luôn nha. Đó, ai thích mẫu này thì comment dùm cho em là 1804 cộng màu cộng với số điện thoại để nhà em lên đơn nha. Mẫu này mẫu này giá bán tại shop là 290k, em sale trên livestream ngày hôm nay chỉ có 250k và sẽ được tặng kèm một cái lưới chùm tóc thiệt luôn nha mấy chị ơi. Và sẽ được tặng kèm một cái lưới chùm tóc thiệt luôn, phí ship code sẽ là 30.000 nha. Phí ship tỉnh toàn quốc là 30.000 nha. Mã này có mẫu này có mã là 1804. Cái em đang xài trên đây là màu nâu sô cô la nha. Có màu sáng hơn là màu nâu vàng và màu tối hơn có màu đen nữa nha. Các chị yêu mình thích màu gì thì hãy nhanh tay comment dùm cho em màu đó. 1804 cộng màu của số điện thoại thì sẽ được nhà em lên đơn cho mấy chị nha. Ai thích mẫu này thì hãy comment đúng cú pháp dùm cho em ạ. Để được hưởng giá sale trên livestream ngày hôm nay chỉ với 250.000 và được tặng kèm một cái lưới chùm tóc nữa nha. Rồi, em sẽ lên một mã tiếp theo cho mấy chị. Mã bộ này có mã là 1574 nha. Bộ này có mã là 1574. Để mình có thể điều chỉnh máy được nha. Bộ này thì hãy nhanh tay dùm cho em là 1574 cộng màu cộng với số điện thoại nha. 1574 cộng màu cộng với số điện thoại thì sẽ được nhà em lên đơn nha. Hôm nay em sale trên livestream ngày hôm nay chỉ có giá là 250.000 và sẽ được tặng kèm một cái lưới chùm tóc thiệt của mình luôn nha. Đó, mẫu này là 1574 màu nâu sô cô la. Ai thích mẫu này thì hãy comment dùm cho em là 1574 cộng màu cộng với số điện thoại thì sẽ được nhà em lên đơn nha. Đó, bộ này nó chỉ là son lửng như thế này nha chị ơi. Son lửng 1574. Các em đang sử dụng trên đây là màu nâu sô cô la. Ngoài ra có màu sáng hơn thì có màu nâu vàng và có màu đen nữa nha. Chị yêu mình thích màu nào thì hãy comment dùm cho em đúng cú pháp là mã cộng màu cùng với số điện thoại thì sẽ được nhà em lên đơn nha. Mã cộng màu cùng với số điện thoại thì sẽ được chốt đơn trên cái livestream ngày hôm nay với giá chỉ có 250.000 và sẽ được tặng kèm một cái lưới chùm nữa nha mấy chị ơi. Đó, bây giờ mà mình đi ra tiệm để vừa nhuộm và vừa uống được một cái đầu xoăn đẹp như thế này thì tốn ít nhất phải là 1.000.000 đồng nha mấy chị ơi. 1.000.000 đồng mà phải tốn 5 đến 7 tiếng đồng hồ để mình ngồi ngoài tiệm, để mình ngồi mình chờ người ta là được kiểu như thế này luôn. Nhưng mà cái đó là mấy chị chưa biết đến tóc giả thôi nha. Đó, ai mà không có nhiều thời gian mình có thể sử dụng tóc giả. Chỉ cần 1 phút 30 giây thôi là mình đã có một bộ tóc rất là đẹp như vậy. Không cần phải tốn 5 đến 7 tiếng và 1.000.000 đồng để ra salon làm nữa đâu nha. Rất là dễ sử dụng luôn nha mấy chị ơi. Bên trên mấy chị thấy không, nó có một cái rãnh da đầu y chang như là tóc thiệt của mình luôn nha. Đội vào không sợ bị lộ gì hết luôn nha. Rất là đẹp luôn. Bộ này nhà em có mã là 1574 cộng màu cộng với số điện thoại. Ai thích bộ này thì hãy comment dùm cho em là 1574 cộng màu cùng với số điện thoại thì nhà em sẽ lên đơn cho mình nha. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái siêu phẩm bán rất là chạy bên nhà em luôn. Mã bộ này là 7007 nha mấy chị ơi. Mã bộ này là 7007. Ai thích bộ này thì hãy comment dùm cho em là 7007 cộng màu cùng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị nha. Chất tóc rất là bóng mượt luôn mấy chị thấy không? Chất tóc rất là bóng mượt luôn nha. Ai thích bộ này thì hãy comment dùm cho em là 7007 cộng màu cùng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mình nha. Các em đang sử dụng trên đây là màu nâu sô cô la.
Màu sáng hơn sẽ là màu nâu vàng và màu tối hơn sẽ là màu đen nữa nha. Ai thích màu nào thì hãy comment dùm cho em màu đó. Mã cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị nha. Rất là đẹp luôn mấy chị thấy không? Chắc tóc rất là bóng mượt luôn nè. Đó, đứng xa cho mấy chị coi nha. Các em đang sử dụng trên đây là màu nâu sô-cô-la, ngoài ra còn có nâu vàng, màu đen nữa. Các chị thích màu nào thì hãy comment dùm cho em màu đó. Mã cộng màu cùng với số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mấy chị nha. Các em đang sử dụng trên đây là màu nâu sô-cô-la nha mấy chị ơi. Ai thích mẫu này thì hãy comment dùm cho em là 7007 cộng màu cùng với số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị và sẽ được hưởng giá sale trong cái livestream ngày hôm nay chị với giá là 250.000 và sẽ được tặng kèm một cái lưới trầm nữa nha. Các em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la. Đó, chị yêu nào thích hơi sáng hơn thì mình có thể xài nâu vàng nha mấy chị ơi. Ai thích mẫu này thì hãy comment giùm cho em là 7007 cộng màu cùng với số điện thoại thì sẽ được nhà em lên đơn nha. Phí ship có toàn quốc sẽ là 30.000 ạ. Phí ship có toàn quốc là 30.000. Còn các chị nào yêu nào muốn thử hàng trực tiếp thì mình có thể đến 23 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương dùm cho em nha. Rồi giờ em sẽ lên tiếp cho mình một cái siêu phẩm mới nữa ạ. Cái siêu phẩm này dành cho các chị em mà mình thích kiểu tự nhiên, nhẹ nhàng tự nhiên thôi, không có cầu kỳ gì hết. Đó là mình xài một cái bộ tóc màu đen tóc hẳn nha, nhìn y chang như là tóc thiệt của mình luôn mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Đó mấy chị thấy không, rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn nha. Mẫu này thì hãy comment dùm cho em là 7007 ngắn dùm cho em nha. 7007 ngắn cộng màu cùng với số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mình trên cái livestream ngày hôm nay với giá sale chỉ có 250.000 và sẽ được tặng kèm lưới trùm nữa nha mấy chị ơi. Một bộ tóc rất là đẹp luôn mấy chị thấy không, chất tóc rất là bóng mượt luôn nha. Em đảm bảo với mấy chị luôn, trên livestream như thế nào thì mấy chị nhận hàng y như thế đó dùm cho em luôn nha. Đó, 250.000 và sẽ được tặng kèm lưới trùm. Phí ship có toàn quốc sẽ là 30.000 nha. Và mình sẽ được nhận hàng và mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mấy chị ơi. Khi nhận hàng mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Không đúng mẫu là không lấy, không đúng mẫu là không lấy hàng nha. Đó, rất là đẹp luôn. Mẫu này là 7007 ngắn màu đen, có màu nâu vàng với lại màu sô-cô-la nữa. Ai thích mẫu này thì hãy comment dùm cho em là 7007 ngắn cộng màu cộng số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mình với giá ưu đãi trong cái livestream ngày hôm nay chỉ có 250.000 và sẽ được tặng kèm lưới chùm cho mấy chị nha. Đó, nó sẽ ngắn tầm nửa lưng như thế này nha mấy chị ơi. Nhìn cái chất tóc nhà em đi, nhìn cái chất tóc nhà em đi, rất là bóng mượt luôn nha. Trời ơi, hôm nay sale trên livestream này giá rất là rẻ luôn, chỉ có 250.000 thôi mấy chị ơi. 250.000 cho một bộ tóc và sẽ được tặng kèm một cái lưới chùm nữa nha mấy chị ơi. Rồi, còn ai muốn lên mẫu nào nữa không ạ? Ai muốn lên mẫu nào nữa thì cứ comment dùm cho em lên mẫu cho mấy chị coi nha. Rồi, đây là một cái mẫu cũng rất là hot luôn nha mấy chị ơi. Chiều dài tầm khoảng chừng 40-45cm. Mã của bộ này là 8170 nha mấy chị ơi. Mã bộ này là 8170 màu nâu vàng. Các em đang cầm trên tay đây là màu nâu vàng nha. Ai thích mẫu này thì hãy comment dùm cho em là 8170 cộng màu cộng với số điện thoại thì sẽ được nhà em lên đơn nha mấy chị nha. Tóc giả nhà em bộ nào cũng có đủ 3 màu cho mấy chị hết nha. Nâu vàng, nâu sô-cô-la và màu đen. Đó, ai thích mẫu nào thì cứ comment dùm cho em là mã cộng màu cùng với số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mấy chị trên livestream ngày hôm nay với giá ưu đãi chỉ có 250.000. Với giá ưu đãi chỉ có 250.000 cho một cái bộ tóc này và sẽ được tặng kèm một cái lưới chùm nữa mấy chị thấy không? Trời ơi, xài màu nâu vàng lên là nhìn mặt mình rất là sáng da luôn nha. Đó,
nhìn rất là sáng, nhìn rất là trắng da luôn. Ai thích mẫu này thì hãy comment dùm cho em là 8170 cộng màu cộng số điện thoại thì sẽ được chốt hàng, chốt đơn trên livestream này với giá ưu đãi ngày hôm nay chỉ có 250.000 thôi nha mấy chị ơi. 250.000 cho một bộ tóc, mấy chị thấy không? Mình có thể nè, quấn này mình có thể quấn lọn được nha. Đó, còn cái chị yêu nào mà không thích máy ngang mình có thể hất xéo máy được luôn nha. Hất xéo máy luôn, mình xài máy xéo cũng được nha. Đó, mình có thể quấn lọn, hất xéo máy, mình ván tay được hết luôn nha mấy chị ơi. Ai thích kiểu nào thì mình làm như thế đó thôi, tạo kiểu y chang tóc thiệt của mình luôn. Và tóc nhà em là bằng sợi tơ nhân tạo cao cấp nên có thể chịu nhiệt được dưới 200 độ nha. Mình không thích mình có thể duỗi ra cũng được luôn nha, mình bấm phồng chân tóc cũng được và mình uống luôn cũng được nha. Đó, rất là đẹp, rất là rẻ luôn. Hôm nay em sale trên livestream ngày hôm nay chỉ có 250.000 thôi. Khi các chị mua tóc nguyên đầu nhà em như cái bộ em đang đợi sẽ được tặng kèm một cái lưới chùm nha mấy chị ơi. Đó, phí ship có toàn quốc sẽ là 30.000. Phí ship có toàn quốc sẽ là 30.000. Khi nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán không mấy chị ơi, không đúng mẫu là không nhận hàng luôn. Đó, rất là đẹp mấy chị thấy không? Chất tóc nhà em nè, đó nó có rảnh da đầu y chang là tóc thiệt của mình luôn nha. Trời ơi rất là đẹp luôn. Mã bộ này là 8170. Ai thích bộ này thì hãy comment dùm cho em là 8170 cộng màu cộng số điện thoại thì em sẽ lên đơn cho mấy chị nha. Mã bộ này em đang đợi đây là 8170 màu nâu vàng nha. Có màu tối hơn là màu nâu sô cô la và màu đen nữa nha. Rồi, giờ em sẽ lên cho mấy chị một cái mẫu siêu phẩm mới được các bạn rất là ưa chuộng hiện nay luôn. Mẫu này gọi là mẫu tóc cúp layer nha mấy chị ơi. Mẫu này là mẫu layer cúp Hàn Quốc rất là ưa được các bạn trẻ ưa chuộng luôn, làm mưa làm gió hôm nay luôn nha. Rất là đẹp luôn phải không ạ? Trời ơi cái mẫu này em bán rất là nhiều luôn. Khách nào thử lên thôi là ưng liền, khách thử lên là ưng thôi nha. Mã bộ này là C81 nha mấy chị ơi. Mã bộ này là C81. Cái em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la nha. Còn có một bộ màu vàng trứng đen nữa. Ai thích bộ màu vàng trứng đen thì hãy inbox dùm cho em gửi hình cho nha. Còn hôm nay em sale trên livestream này, em sẽ giảm giá bộ C81 này màu nâu sô cô la chỉ còn 250.000 thôi nha. Và sẽ được tặng kèm lưới trùm cho mình luôn. Phí ship có toàn quốc sẽ là 30.000. Nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán dùm cho em luôn nha. Đó, bộ này rất là tự nhiên luôn. Mình có thể ván tay nè, uống cúp được nè. Đó, ngày mai bữa nay mình xài tóc cúp về, mình mai mình không thích mình có thể sử dụng máy mình duỗi nó duỗi thẳng ra luôn cũng được nha mấy chị ơi. Còn chị yêu nào mà hết máy ngang thì mình để máy ngang như thế này nha, còn không thích thì mình có thể hất xéo máy được như thế này luôn nha. Rất là đẹp luôn. Ai thích bộ này thì hãy comment dùm cho em là C81 cộng màu cộng số điện thoại thì em sẽ chốt đơn cho mình. Trên cái livestream ngày hôm nay chỉ có 250.000 cho một cái bộ tóc đẹp như thế này luôn. Trời mấy chị thấy không? Chắc tóc này y chang tóc thiệt của mình luôn á mấy chị ơi. Trời ơi, xài ai biết xài tóc giả đâu. Rất là đẹp luôn. Các em đang sử dụng đây sẽ là màu nâu sô cô la nha. Ai thích mẫu này thì hãy comment dùm cho em là C81 nâu sô cô la cộng màu cùng với số điện thoại sẽ được mua hàng với giá ưu đãi trên cái livestream ngày hôm nay chỉ có 250.000 thôi nha mấy chị ơi. Và sẽ được tặng kèm một cái lưới trùm nữa à. Phí ship có toàn quốc sẽ là 30.000. Nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn nha mấy chị ơi.